Hello mọi người nhá, xuất xe tại điện máy xe máy Huy Bộ đây ạ. Xe Vision màu đỏ cho em, cho em gái rất là đáng yêu, xinh xắn luôn. Đây, xuất xưởng cùng lúc hai xe mọi người nhá. Hàng có sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ mọi người nhá. Honda Vision đỏ phiên bản cao cấp này, khóa thông minh Smart Key đấy ạ. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đây, đây nha anh em ơi, hỗ trợ trả góp mọi người nhá. Hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng ạ. Là mua được xe này ạ. Đây, bên trong này bên kỹ thuật đang hỗ trợ lắp ráp Honda Vision màu đen mọi người nhá. Màu này trong cái thời gian này cực kỳ là hiếm luôn, đang rất là hit hot luôn. Màu đen đặc biệt đây, cứ để đây đã nhá. Màu đen đặc biệt, chị chưa làm giấy tờ được đâu. Đây là màu đen đặc biệt mọi người nhá. Phiên bản cá tính điện. Hàng có sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ mọi người nhá. Có hỗ trợ mọi người mua trả góp, trả trước 0 đồng ấy. Toàn em gái xinh xinh mọi người đi công ty về Huy Bộ mua xe cho rẻ nhá. Đầy đủ các mặt hàng để cho mọi người lựa chọn luôn, xe gì cũng có. Đây, áo đỏ, xe đỏ, cực chất luôn, cực ngầu luôn. Đây, xin chào tất cả mọi người nhé. Honda Wayfarer giờ tầm hơn 19 triệu em nhé. Đây ạ, xe rất sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ luôn. Ngoài xe nhiều thì cửa hàng em cũng rất nhiều khách mọi người nhá. Yên tâm về điện máy xe máy Huy Bộ mua xe ạ. Đây ạ, một góc thu nhỏ của cửa hàng luôn. Xuất xưởng xe liên tục mọi người nhá. Từ sáng đến giờ 10 xe rồi mọi người ạ. Đây, Honda Vision này, màu đỏ mận, khóa thông minh Smart Key.